Rồi em quay clip cuối rồi nha. Đây là xúc vô chuẩn bị. Ta lên ta mua. Còn cái lưới đằng kia thì giờ chiều ta lên ta căng. Em quay ở đây thôi. Giờ quay kia nó mệt quá. Giờ tôm là mình lựa ra. Tôm càng bự càng nhỏ sao đó em cũng biết nữa. Mấy con này nó bắt cá nhỏ năng tuốt gì hết ta. Ồ ghê vậy. Ôi nhỏ em vô nắng quá rồi. Ở chút là xe vô ta mua thì nó lại khâu bên gia đình bán rồi. Em không có ấy được cái giá tôm hết mọi người. Giờ mình hỏi cái giá cũng ngại lắm. Giá bán lẻ là giá bán như thế nào hỏi cũng ngại lắm. Cho nên thì khán giả mình có muốn mua tôm hay muốn tìm hiểu về tôm thì cứ gọi cái số. Cái số mình ghi dưới màn hình á. Còn tự nhiên giờ em hỏi này nhiêu ký là giá nhiêu rồi bán lẻ nhiêu sẽ nhiêu. Rồi giá gốc sao vườn sao chứ ngại lắm không có hỏi được. Khán giả mình quan tâm tới tôm thì cứ gọi cái số phía dưới màn hình ha khán giả. Rồi gọi số phía dưới màn hình. Mua tôm này mốt làm du lịch sinh thái luôn không? Làm du lịch sinh thái cho người ta câu tôm rồi luôn. Cắt thêm trò chòi á, câu tính tiếng tính ký rồi. Em thấy bên đây mình làm cái mô hình mình du lịch sinh thái cũng được ha khán giả. Giờ mình cắt mấy cái chòi nhỏ nè. Đó, xong cái ai muốn câu tính tiếng thì mình tính tiếng. Đó. Còn ai mà muốn câu tính ký thì mình tính ký. Đó, câu lên. Như đây mà làm khu vực sinh thái thấy kết hợp có lý tưởng luôn á mọi người. Em suy nghĩ mô hình đúng không? Nó xem cái trò nhỏ giống ở trên Sài Gòn mình có ao câu cá đó, mình xuống đây mình câu. Đó, mình tính tiếng, dụng tiếng nhiêu tiền như đó. Đó, mình có thể là câu dính cá này hoặc là mình câu dính tôm hoặc là mình câu cua vậy đó. Còn không thì mình mở chương trình mình đi bắt cua giống người hồi nãy mình em có quay á mọi người. Nó đi bắt cua rồi tính ký hay sao đó. Nói chung là ở đây vừa cá vừa cua vừa tôm. Rồi mở là kết hợp cái khu du lịch sinh thái là ok luôn. Rồi mấy clip sau rồi á là không để về bàn với anh em rồi là mình có thể là liên kết làm khu du lịch sinh thái không. Em sẽ vui kéo khách rồi khắp nơi về bên Bến Tre mình. Còn nếu thật sự như vậy thì mình chỉ nuôi là chỉ bán được thôi. Đó, ví dụ mình vẫn để một cái ao nuôi. Đó mà mình đã riêng một cái ao để làm khu du lịch sinh thái câu rồi á là làm như thế nào đó sẽ rất là vui luôn đó. Cái khu này nhộn nhịp đông đúc lên chứ là mình quảng cáo được cái tôm của mình được nhiều người biết tới nữa. Đôi khi bên Đồng Nai, Bình Dương hay là ở đâu người ta tổ ở đây người ta đi du lịch rất là vui luôn. Rồi clip cuối cùng trong ngày mọi người, giờ nắng quá quay hết rồi. Và tạm biệt khán giả mình ha.